đại nguyên nha mọi người ơi. Và clip này là clip mình sẽ quay, là mình sẽ cho mọi người xem, là mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm mắt cho con lân sư nha mọi người nha. Đây là con lân sư tử, con này gọi là nhỏ hơn con lớn một xí. Clip trước mình đã quay cho mọi người xem hoa văn rồi. Clip này là tiếp theo thì mình sẽ chỉ cho mọi người cách làm mắt cho hai em đó, và hai em đó thì mọi người đã theo clip trước mọi người theo ạ. Mới làm cho hai em một cái, là mình mới vẽ một cái lòng trắng thôi mọi người nè. Con mắt của nó nè mọi người, một cái lòng trắng này thấy không ạ? Theo hướng nhìn cực kỳ là mọi người thấy không? Miễn sao nó hướng nhìn mọi người thấy chưa? Dưới này mọi người, con mắt này mọi người làm ngang thấy không? Dưới này thì mọi người làm cho nó ngang qua. Mọi người làm nhấc lên đèn cái. Thấy không ạ? Mọi người thấy ngang mắt á, mọi người này có thể mà vẽ theo nha, mình vẽ lên giấy á. Đây mình sẽ lấy tờ giấy mình đã vẽ con mắt xong rồi mình in lên cho mọi người nha. Đây. Đây là hình con mắt nha mọi người nha. Bộ mình để cho mọi người nè, đó, mình in lên vậy mọi người nè. Mình sẽ gấp này lại nè. Đây nha. Đây nha, hình con mắt này mọi người nha. Đây. Mắt nó vậy là vậy nè. Để mình để bên này nha, để mình gấp này lại bên này. Con mắt này thì làm cực kỳ dễ luôn. Anh em nào mà học hay có thể làm được nha mọi người. Đây thấy không ạ? Hình con mắt này. Nó sẽ ngang. Nó sẽ ngang ở khúc dưới này và nó sẽ nhấc lên ở trên này. Và mình sẽ làm những cái chấu. Những cái chấu này để mình kẹp cái cọng kẽ cho mọi người nè. Để mọi người sao ạ? Cái cọng này đúng không? Mình sẽ cột một cọng dây thun á, mình cột cái này nè, cột này xong mình kéo vô, đâm cái lỗ này mình cho kéo vô trong. Mình chỉ cần lấy dây mình giật cái này mọi người, giật cái này là được nha. Đây, còn cái gây này á, là để giữ cái miếng màng phía trong này lại. Để mọi người dán cái miếng mắt á. Hai miếng này nè, miếng này mọi người sẽ đè phía trong và miếng này mọi người kéo nè. Đây mọi người nha. Và mình chơi màu trắng, và cái lông mắt thì để nữa mình sẽ cho mọi người xem là mình sẽ lấy cái lông. Cái lông mắt mình lấy cái lông mình sơn lại nha. Bây giờ mình sẽ đổi hướng camera lại và để cho mọi người xem phía trong con mắt này gồm có những gì. Và khi mọi người xem tới đây mong mọi người hãy cho mình một like và đăng ký nhé. Con này thì cực kỳ nhỏ luôn, anh em chưa xem thì nó cực kỳ là nhỏ luôn nha. Đây nha. Trong sườn không có gì hết ạ. Bây giờ mình ra con mắt em nói cho mọi người nha. Đây. Đây mọi người, những con kẻ mình làm cho nó hình nó cong cong nè mọi người nè. Thấy không ạ? Đây nha. Con mắt này nhấp thì mình sẽ nhấp còn tới đây thôi. Đây là những cái chấu nè mọi người nè. Mình vẽ nó cong lại, nó gấp lại vậy nè, xong mình đâm lên đây nè. Ở hai bên nè mọi người thấy không ạ? Đây bên này nè. Vào trong đó thì mình sẽ dán keo lại như cái này nha mọi người nha. Thấy không? Mình dán vậy đúng không ạ? Xong rồi mình lấy cọng kẽm mà mọi người, mình làm hai cái ngóc á, mình móc cho lại để nó khỏi bị tù cọng kẽm ra mọi người. Là mình có một cọng kẽm á, mình cột hai cái chấu đúng không? Mình cột ngang từ bên này qua bên này nè. Cọng kẽm cột lại xong mình đổ kem nến vô là cực kỳ là chắc luôn nè. Nó chắc lắm mọi người ơi. Cái nến là mọi người cho bằng cái súng á, là mọi người đẩy mọi người cho nó chảy luôn. Là giờ là nó dính chắc vô trong rồi đó. Thấy không ạ? Đây con cho mọi người xem phía bên trong cái sườn nha. Đây cái mũi nè. À, bây giờ mọi người nè, cực kỳ là chắc luôn, không bao giờ sợ đâu mọi người. Mà trước tiên cái giấy nè, mọi người phải làm cho nó chắc lên. Để cho mọi người xem quang cảnh cái này xíu nữa nha. Và bây giờ sẽ tiến hành là mình sẽ sơn. Mình sẽ lấy sơn á, mình sơn cái cọng này nè, trở thành màu đen. Tại vì con mắt của mọi người, cái cọng này là phải màu đen. Đây nha mọi người nha, mình đã làm xong hai con mắt của em nó rồi nha mọi người. Là định hình xong được cái khuôn mắt của em nó rồi nha mọi người thấy không ạ? Nối dây mọi người, đây là cọng dây thun nha mọi người nha. Ở trong để giữ cho con mắt nè. Còn cái cọng dây này là cọng dây để kéo nha. Để kéo lên vậy nha mọi người nha. Và mình có gắn thêm miếng xốp để mình làm cái mí nè mọi người. Để chút nữa mình sẽ dán cái miếng kim sa lên mọi người để làm cái mí mắt á. Con mắt này thì mình úp tới đây thôi. Không bao giờ không úp hết cho mọi người nha. Và lòng mắt á thì mình cũng đã làm xong rồi. Mình cũng đã làm xong cái lòng mắt và mình đang phơi đi mọi người nha. Bằng những cái lông bia và mình sơn đen lên. Thấy không ạ? Đang phơi cho nó thật khô cho mọi người. Đây hai em đây sẽ bằng cũng bên này cũng vậy nha. Và bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán cái miếng mí mắt lên bằng vải kim sa, xong rồi mình sẽ cho mọi người xem thành phẩm của em nó nha, cho mọi người nhìn lại một lần nha, để ai học theo nha. Phía trong này thì đây mình cũng đây làm hai cái lỗ thôi mọi người. Đây một cái cọng dây để mà cọng cái thun này để mà giữ làm mắt này, và một cái đồ để giật cho nó nhạy nè mọi người. Đó mọi người thấy không ạ? Đó thì mình giật vậy thôi. Đây nha. Đây là những cái chấu nè, những cái chấu của mắt á. Mình đã dán bằng keo nến. Đây. Đây. Ok nha mọi người nha. Đã làm tới cái bước là mình đã dán vải kim sa cho em nó rồi nha mọi người. Đây. Là miếng vải kim sa nha. Và mình đã bọc rồi nè mọi người nè. Đây nha, mình đã bọc làm cái mí nha mọi người. Mí mắt thì mình làm kiểu nó chớp cho có mọi người hiểu không ạ? Vì con mắt mình mấy ngóc này thì cũng ít khi ai chớp lắm, cũng không có làm gì nhiều, mình chỉ gọi là mình chớp cho nó gọi là nó có cái chớp chớp thôi mọi người. Đây nha mọi người nha, hai bên luôn, bên em này cũng vậy. Đây nha,
Bây giờ mình sẽ tiến hành là mình dán lông lên, dán lông cái viền này rồi viền này nữa rồi mình sẽ cho mọi người xem nhá. Thì cái dưới là mình đã sơn rồi nha mọi người nhá. Bữa mọi người thấy là mình một cọng mi á, mình đã sơn màu đen lên rồi nha. Cho con mắt đó, bút con mắt dưới này là mình không có dán lông nha mọi người nhá. Đây cho mình cho sáng hơn này. Mắt cái này mình không có dán lông, mình chỉ dán phía trên này thôi. Và làm hai lớp, bây giờ mình sẽ đem lông ra mình cắt. Mới cắt xong thì cái miếng lông đen nè mọi người, lông nhân tạo màu đen nhá, để mà mình làm con mắt lưng nha mọi người nhá. Và bây giờ mình sẽ dán em lên, lên thêm hai mí mắt nha mọi người. Một mí là ở đây nè. Và mình dán thêm một cái ba đường á, với một lần dán ở đây, một lần dán ở đây nữa để cho nó dựng lên nhá. Bây giờ mình sẽ dán một con cho mọi người cùng xem nha. Mình sẽ phóng to con mắt lên nè. Mình sẽ tiến hành mình dán đây. Cuối cùng mà mình đã làm xong được cho một em mắt đó là nha mọi người. Đây, một em mắt nó vậy thôi. Đây là hai miếng lông mọi người nè, mình cho nó dính lại nè mọi người. Dán hai mép hai bên. Hai bên rồi bắt đầu mình vuốt lên thành được miếng dày nha. Nó hoàn thành và bây giờ mình sẽ cắt thêm lông nha, nãy mình cắt bị thiếu. Giờ mình cắt thêm lông và mình sẽ làm những em này. Làm những cái con mắt này, mắt bên đầu bên kia, và mình sẽ gắn cái lông lên. Mình sẽ cho mọi người xem nha. Và đây nha mọi người nha, sau khoảng gần một tiếng mình làm cuối cùng đã xong rồi nha mọi người. Đã xong rồi, mình đã gắn mắt cho em nó luôn rồi nha mọi người ơi. Đây mình những cái, đây là những cái nắp của cái lon nước ngọt đi á mọi người, mình cắt lấy dưới cái đáy á, mình đã sơn đen rồi mọi người nè. Mình đã gắn vô đây hai em của mình đây nha. Con mắt cực kỳ là hùng dữ nha mọi người. Thấy ghê không ạ? Đây, cực kỳ là đẹp luôn ạ. Mọi người có gì thì mọi người cho mình góp ý phía dưới nha. Có gì mà thắc mắc hay là cái gì thì cứ góp ý phía dưới. Nếu được thì mình sẽ sửa nha. Đây, quá là ngầu luôn đúng không ạ? Con này hút á, mình gắn đèn nữa cho mọi người xem. Mình gắn đèn chỗ này mình chòi sáng ra. Thường mấy đầu lưng trước á, là nó gắn cái đèn này mọi người nè. Mà khi bây giờ, buổi bây giờ nó gắn vậy nó xấu, nó không có được gì cả. Thì mốt mình gắn đèn thì mình sẽ cho mọi người xem thành quả nha. Quá lung linh luôn ạ. Và video này thì mình cũng xin kết thúc nhé. Nếu mọi người thấy hay thì mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký và một cái chia sẻ nhỏ nhỏ, hay nhấn chuông để thông báo những video mới nhất của mình. Và em muốn em này lên lông màu gì thì các bạn hãy bình luận phía dưới nha. Mình sẽ cho mình, các bạn sẽ coi thử mình sẽ lên lông em này màu gì nha. Bye bye và xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Hẹn các bạn ở những clip tiếp theo của mình nha. We'll be right back.